Em Út thân chào cả nhà, chúc cả nhà mình có một buổi sáng vui vẻ nha. Buổi sáng hôm nay thì em Út giao lưu rất vui cùng cả nhà một cây linh sam siêu bông ưu điểm mà em Út ghép hồng nha cả nhà. Có một bo ghép hồng đang ra hoa luôn nha, và cây linh sam siêu bông ưu điểm mẹ cũng đang ra hoa luôn. Giá yêu thương cực kỳ cho anh chị em mình nha. Cây này là hoành 20 và chiều cao cũng là 20 luôn nha cả nhà. Đang ra hoa, các anh chị em mình thấy linh sam siêu bông ưu điểm á, lá nó sẽ nhỏ hơn hoa siêu bông và hoa màu tím đậm hơn nha. Đó, anh chị em mình xem giúp búp nha cả nhà. Hiện tại cây đang cho hoa nha. Đó, cái màu hoa của linh sam siêu bông ưu điểm nè cả nhà. Một màu tím rất là đẹp luôn. Đó, anh chị em mình xem giúp búp nha. Và bên đây thì em Út có ghép một bo nhánh bông hồng. Nhánh ghép cũng rất là lâu rồi, ăn chắc vào thân sâu rồi nha cả nhà. Ăn chắc vào bên trong nên anh chị em mình an tâm khi mà vận chuyển cũng như là khi mà mình nuôi cây tiếp tục nha cả nhà. Em Út sẽ giao lưu giá yêu thương luôn nha. Có một bo ghép hồng cực kỳ duyên đang ra hoa nha. Ưng ý thì nhắn tin alo cho em Út số điện thoại 079 549 9088 nha cả nhà. Chúc cả nhà mình có một buổi sáng an lành.